Nay thì mình sẽ vốn mình là 500 ngàn. Chào mừng đến mình vào cái chuyên bài về tính sóc địa bạc của mình thôi. Thì mình thì hôm nay với số vốn này thì mình sẽ vào đây chơi con game, đó là con game gì này thôi. Con game đó là con game rất hot hiện nay, đó là con game tự win. Quan trọng nhá, nó không mình vào để chơi đặt vào cơ nha. Sau đó mình sẽ vào chơi tiến lên miền Nam. Nói chung là mình không cố định chơi một con game đâu anh em. Mình cảm thấy hôm nay con game gì hên thì mình sẽ đánh con game đó thôi. Mình đánh một thời gian mà thấy con game thì xui thì ok mình đéo đánh con game đó nữa. Chứ mình đéo đánh cố định đánh một con game mãi mãi đâu anh em. Bởi cố định đánh một game mãi mãi là rất dễ bị toang đấy anh em. Đấy, lúc này giờ thắng 200 rồi đấy anh em. Ui, quy được ca rồi. Hai bán thua liên tục như vậy thôi. Bố mày ra đánh game khác, tiến lên miền Nam đi. Thì chơi con game này xui là cứ cố gắng đánh là sẽ xui tiếp anh em ạ. Đừng cố gắng đánh như vậy. Mình không bao giờ cố định đánh một game đâu. Mình thấy con game nào xui thì ok mình ra đánh game khác. Ôi rồi toàn một bàn mới tới. Đây là bàn này có lại nhanh hơn này. Chơi gì như vậy thôi anh em. Đánh đã nói đánh bài đối tượng hay là đánh con game gì đối tượng ấy, chắc chắn phải hên. Và cái thứ hai là các bạn chọn con game là tránh bịp ấy. Chứ chọn một con game bịp thì các bạn biết rồi. Các bạn chưa chơi mà các bạn đã thua ở cái bịp của nó rồi đúng không? Cho nên chơi gì như vậy thôi anh em, quan trọng nhất phải hên. Và đương nhiên phải chọn con game không bịp. Chứ chọn con game bịp cái là các bạn toang ngay à. Mình vốn mình 500 ngàn hôm nay mà mình lên tầm triệu đến triệu rưỡi được quá là ngon luôn anh em. Đó nếu rồi. Còn đường nó lên được hay không thì đéo thể biết được anh em ạ. Nha. Bởi game in xui là biết thì đeo rất được. Hên thì mình có thể ăn được mà. Mà xui thì toang thôi. Ôi rồi phá lại được đến đầu à. Ba ba đi. Ván này cũng không đẹp. Ôi chú 33 nó có 34, 30 luôn. Căng thế. Ui 33 là khó có lắm đấy anh em. Cũng không phải khó quá nhưng mà vẫn khó anh em. Đôi ca đi. Nó không có thì đẹp mình sẽ đánh 5. 5 luôn. Thế là nó, hai thằng này nó sẽ có đứa có lẻ con ạt đấy anh em. Mỗi đứa mỗi bên con ạt đấy. Thằng này ra con ác này, thằng kia ra con ác và con 2 này. Đó, còn thế thằng này ra con 2 rồi. 2 đi. Nó không có thì đẹp. Không có thì nghĩa là con 2 của mình là lệnh rồi đấy. Đấy, thế là mình về rồi. Ngon không em ơi, ngon chứ. Ngon chứ anh em. Hai đi nè, trời ơi, về rồi anh em ơi. Nó nhìn cái là toang đấy. Thằng nào nó nhìn pha đó là hay đấy anh em. Có đơn giản đâu. 786 được 155 ngàn. Cứ từ từ mà. Ui nó còn hay big nữa kìa. Căng thế. Ui giàng ơi. Bài ván này không đẹp lắm. Nhưng mà quá đẹp luôn này. Ui hai luôn kìa. Thối hai à. Ba nó đánh giấy xong nó đánh ba điên à. Hai này đừng nó có thông nha. Bốn này hai luôn đi, nó có thông thì nó chặt đi rồi nó đéo có anh em ạ. Mình tưởng đánh 2, mình tưởng mình thối rồi đấy. Phá đâu mình tưởng mình thối 2 rồi đấy, thối 3 con 2 rồi đấy. Ôi dồi, nó đánh theo kiểu là đéo hiểu luôn. Chính mình đéo hiểu luôn. Rồi lên 1 triệu đấy, gần lên 1 triệu đấy anh em, ngon chưa? Rồi nó đuổi mình ra luôn, vãi đạn thật kìa. Thôi đợi bàn này đánh luôn anh em ơi. Con người nó căng thật đấy anh em ạ. Tìm nó đánh 2. Đéo hiểu pha đó luôn đấy. Nếu cái chơi như mình sợ thật đấy anh em. Đánh như vậy đừng nói anh em đéo sợ. Bởi nó đánh theo kiểu to như vậy thì sợ chứ anh em. Nhưng chơi gì như vậy thôi, quan trọng nhất phải hên thôi anh em ạ. Bởi bởi vì đã đéo hên thì đéo có cách đéo gì thắng được nó đâu. Chơi gì như vậy mà quan trọng nhất phải hên mà anh em đúng không? Không hên là không có cách gì thắng nó đâu. Ôi, bốn thằng đánh luôn, bốn thằng đánh nó sợ đấy, mình sợ đấy. Ui ván này đéo về rồi, khó về lắm. Khó, chứ đéo phải đéo.
không theo thôi. Bài ván này đéo về được đâu, đuổi hai luôn kìa, càng thế thằng này đánh đuổi hai luôn đẹp. Trên hai tệ ra rồi, thằng này có chắc chắn nó có con hai nữa, em tin mình đi, nó có con hai rồi đấy. 8 chạy là con 8 này đẹp, 10 mới đâu. Quy đi nghe, mình đánh cao nhưng mà thôi. Hai mình vì sao mình không đánh ca, bởi vì mình muốn là nó ra bớt đấy anh em, bớt ca ra, bớt ca bớt át đi, sau đó mình có thể con át mình lận ấy. Nó còn một con hai duy nhất thôi, thằng này có lẽ cầm con hai anh em này, thằng này này thấy thằng đấy. Ồ thằng này cầm anh em ạ, càng thế, thế là con át mình lận rồi đấy. Sáu bảy tám chín, nó không có thì 3 4 5 6 đéo thằng nào có rồi đâu, đúng không? Quan trọng bây giờ nó đánh đôi mình về này, nó đánh đôi là mình về, chờ đợi thời cơ thôi anh em, sợ nó có đôi át là thôi. Ui nó đánh quy cả đấy, chịu rồi, vãi đạn kia, pha nó đánh ấy thì ngon rồi nhờ. Nhưng mà đéo về được bởi vì con 8 mình có lòn rồi, con 6 mình ở con 5 mình có lòn được đâu. Thôi đánh át ra đi, bởi pha này mình sợ nó có món át bên nữa anh em. Tốt nhất là mình cứ chạy con nào hay con đó lại đi, bởi một con nó tính 30 ngàn nó có vậy ít đâu anh em, anh phải cẩn thận chứ. Nó có chịu thôi, anh đôi ca hay như thế nào ta, đôi ca luôn đi, bởi đang ván này đéo về được đâu. Mình nghĩ là nó còn cầm con AP đấy, nên đéo về được đâu. À biết rằng lúc này đánh con 5 này nhỉ, đẹp thế. Đấy ngu, do mình sợ mất 30 ngàn một con đấy anh em, 10 ngàn chứ. Ơ lạc đây à. Ơ không theo. Ôi dồi ôi, tiếc thế, đánh ngu chứ đéo phải tiếc đâu anh em, đánh ngu đấy. Pha này mình đánh ngu đấy anh em. Ơ sao lạc à. Lạc rồi anh em ơi, mà thôi không sao, giỏi lắm mình mất có 10 ngàn đéo tiếc, đỡ đi chơi hơn chứ đúng không anh em, chơi gì như vậy thôi. Quan trọng là nhưng ván nào đéo về được ấy thì em phải nhớ điều rằng nó đánh như thế nào, đéo về được anh em sẽ đánh theo cách đéo về được, còn ván nào về được ấy thì anh em sẽ đánh theo phong cách đó là về được nha anh em, nhớ điều đó cho mình nha, chứ đừng có đánh theo phong cách đó là ván nào đéo về được mà anh em cứ cố gắng đánh ấy để muốn gỡ muốn thắng bằng được. Cho nên tốt nhất là mình hôm nay mình nghĩ tại đây thôi anh em, nó vừa lag luôn, mình định lót lại nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ bật 4G lên và mình sẽ rút luôn và nghĩ luôn thôi anh em, đéo việc gì phải tha mà anh em ạ nha, bởi tha mà chỉ có toang thôi anh em ơi. Thôi video này mình tốt nha, anh em đừng quên lại like và đăng ký nha, bye anh em.